ATM Lucky, Hải Long Land, Mic Group đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào quý vị khán giả, đây là chương trình Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 trên kênh thông tin Invest TV. Chương trình hôm nay ngày 9 tháng 3 sẽ có nhiều thông tin nổi bật như sau. Giá căn hộ vẫn tăng bất chấp đại dịch Covid-19. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đánh giá loạt địa phương tăng giá đất. Hà Nội tái giám sát các dự án chậm tiến độ, vi phạm luật đất đai. Dự kiến khoan hầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội vào tháng 5 2021. Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường thanh tra việc bán nhà chung cư. Hải Phòng đề xuất chọn Tiên Lãng là cảng hàng không thứ hai vùng thủ đô. Cao tốc La Sơn - Túy Loan sẽ thông xe cuối quý 2 năm 2021. Thưa quý vị, năm 2020 sẽ là năm hứa hẹn của ngành bất động sản khi cầu Thủ Thiêm 2 khánh thành, tuyến metro số 1 đưa vào hoạt động. Dự kiến thành phố Hồ Chí Minh có thêm 26.000 căn hộ ở thành phố Thủ Đức và Nam Sài Gòn. Cùng với đó, giá căn hộ dự kiến sẽ tăng khoảng 4-6% bất chấp dịch Covid-19. Nguồn cung sụt giảm là một trong những nguyên nhân chính khiến giá căn hộ tăng. Trong năm 2020, thị trường Hà Nội có thêm 18.000 căn hộ mới mở bán, giảm 52% so với năm 2019. Đây là mức mở bán thấp nhất trong năm tính từ năm 2015, thời điểm thị trường phục hồi mạnh mẽ, theo báo cáo của CBRE Việt Nam. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lượng căn hộ mở bán mới chỉ bật tăng trong quý 4 năm 2020 sau 9 tháng tương đối trầm lắng với 7.200 căn, tương đương ở mức mở bán theo quý trước Covid-19. Hầu hết căn hộ mới được tung ra thị trường đều ở khu phía Đông, chiếm 44% lượng mở bán mới trong năm 2020. Trong năm 2021, giá căn hộ dự kiến sẽ tăng khoảng 4-6% do có thêm dự án thuộc phân khúc cao cấp tại các vị trí đắc địa tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Trong năm nay, nguồn cung chào bán mới và doanh số dự kiến sẽ cải thiện, dao động trong khoảng từ 24.000 đến 26.000 căn. Xu hướng tăng giá được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều năm tới nhờ sức hấp dẫn cao của bất động sản đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước khi hầu hết các kênh đầu tư khác không còn hấp dẫn và tiềm ẩn đầy rủi ro. Trước nhiều địa phương đang điều chỉnh bảng giá đất, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu nghiên cứu phản ánh về sự việc trên và giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan thực hiện nghiên cứu. Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài Nguyễn Văn Toàn cho biết việc tăng bảng giá đất địa phương có tác động tới thu hút đầu tư nước ngoài. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cũng nêu quan điểm không ủng hộ các địa phương điều chỉnh tăng giá đất trong thời điểm hiện tại. Theo vị này, việc tăng giá đất giúp tăng nguồn thu ngân sách địa phương nhưng lại làm khó doanh nghiệp trong bối cảnh doanh nghiệp đang ngạt thở vì Covid-19. Việc tăng bảng giá đất làm tăng chi phí đối với doanh nghiệp đang thuê đất. Trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp cần sự tiếp sức của nhà nước, vì vậy không nên tăng giá đất. Về phản ánh trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan nghiên cứu, đánh giá và xử lý. Thưa quý vị, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố vừa ban hành quyết định số 21 ngày 8 tháng 3 năm 2021 tái giám sát việc thực hiện kết luận giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm luật đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội. Qua giám sát nhằm đánh giá kết quả thực hiện kết luận giám sát Hội đồng Nhân dân thành phố, tiến độ kết quả xử lý các vi phạm và làm rõ các tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc, nguyên nhân của hạn chế trong tổ chức thực hiện xử lý vi phạm. Từ đó đề xuất, kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nhằm sử dụng đất hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của thủ đô, báo cáo kết quả giám sát với Hội đồng Nhân dân thành phố. Trước đó, từ năm 2018, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã giám sát việc công tác quản lý các dự án sử dụng đất. Tại thời điểm giám sát, có tới 383 dự án chậm triển khai, chưa giải phóng mặt bằng, chưa hoàn thành quy hoạch, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, sử dụng sai mục đích. Các vi phạm này không mới, một số dự án chậm tiến độ kéo dài đã được Hội đồng Nhân dân thành phố cảnh báo, kiến nghị từ nhiều năm trước, song chưa được tập trung giải quyết triệt để, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, nhận được nhiều kiến nghị của cử tri. Để xảy ra những tồn tại, hạn chế trên có nhiều nguyên nhân.
ngoài nguyên nhân khách quan đã được nêu ra thì nguyên nhân chủ quan từ các nhà đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước trong tổ chức thực hiện chưa sâu sát và kiên quyết, chưa kịp thời, còn nể nang, tránh né, chưa làm hết trách nhiệm, công tác phối hợp giữa các sở ngành với quận, huyện, thị xã còn hạn chế, chưa chủ động trong tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trong quản lý cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các sở ngành thành phố chưa tham mưu, cập nhật theo dõi các dự án, công tác hậu kiểm tra còn hạn chế. Thông tin từ Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội dự kiến vào tháng 5 năm 2021, máy đào hầm thứ nhất mang tên Thần Tốc sẽ bắt đầu triển khai khoan ngầm đoạn từ ga S9 Kim Mã tới ga S12 ga Hà Nội ở cuối đường Trần Hưng Đạo với tổng chiều dài là 4 km. Sau đó khoảng 1 tháng, máy đào hầm thứ hai mang tên Táo Bạo sẽ triển khai khoan hầm, gói thầu CP03, hầm và các ga ngầm là một trong những gói thầu quan trọng nhất của dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn ga Hà Nội. Hiện máy đào hầm Thần Tốc đã hoàn thiện 100% công việc lắp ráp và đang triển khai vận hành thử. Qua quá trình thử nghiệm, máy bảo đảm 100% bộ phận và cấu kiện đạt tiêu chuẩn vận hành. Máy đào hầm Táo Bạo cũng đã hoàn thiện lắp ráp khoảng 60%. Bộ đôi máy Thần Tốc và Táo Bạo được sản xuất bởi hãng Hurricane của Đức, có chiều dài hơn 100m, nặng khoảng 850 tấn. Nhà thầu chính của gói thầu CP03 là liên doanh Hyundai và Geola. Nhà thầu phụ Faycon của Việt Nam là đơn vị tham gia lắp ráp và vận hành máy. Toàn bộ công trường hiện có gần 500 lao động, trong đó gần 30% là các chuyên gia đến từ Hàn Quốc, Italia và Pháp. Khu đô thị Việt Hàn được hình thành như một minh chứng cho sự phát triển ngày càng thịnh vượng của Phổ Yên. Khu đô thị Việt Hàn tọa lạc tại thôn Đông Sinh, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Từ khu đô thị có thể kết nối dễ dàng tới các trục đường huyết mạch và tiện ích khu vực. Khu đô thị Việt Hàn hướng tới trở thành một khu đô thị lộng lẫy, hiện đại bậc nhất trên miền đất hứa, sẽ kiến tạo một môi trường sống đẳng cấp, hiện đại với đầy đủ tiện ích hoàn hảo, bao gồm các dịch vụ như trường học quốc tế, khu văn phòng, khu mua sắm, không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, thể thao và giải trí, chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe. Trong tương lai, Phổ Yên sẽ trở thành một trong những thành phố phát triển bậc nhất tại khu vực Trung Du miền núi Bắc Bộ bởi những khu công nghiệp tầm cỡ và những khu đô thị đẳng cấp. Khu đô thị Việt Hàn sẽ là ngôi sao sáng giữa thành phố Phổ Yên hoa lệ, là nơi tạo nên những giá trị cho cuộc sống của bạn. Khu đô thị Việt Hàn, nơi niềm tin trở thành giá trị. Quý vị, nhằm chấn chỉnh lại hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố. Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình đã ký văn bản yêu cầu Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức triển khai đến các chủ đầu tư dự án nhà ở, đảm bảo thực hiện các quy định về mẫu các loại hợp đồng đã được quy định cụ thể theo Nghị định 76/2015 hướng dẫn luật kinh doanh bất động sản. Chủ đầu tư có trách nhiệm phải đăng ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư theo mẫu quy định. Sở Công thương phải tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất đối với các trường hợp báo chí hoặc người dân phản ánh để kịp thời xử lý theo quy định nhằm đảm bảo quyền lợi khách hàng, tránh xảy ra tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân quận huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản. Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện tốt các nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Việc ban hành văn bản dựa trên đề nghị của Sở Tư pháp, Sở Xây dựng nhằm chấn chỉnh lại hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thông qua việc phản ánh của báo chí về các bất cập khi giao dịch nhà ở hình thành trong tương lai.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa có công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải tham gia ý kiến về quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, thành phố Hải Phòng muốn bổ sung vào quy hoạch hai sân bay taxi tại Cát Bà, Bạch Long Vĩ bên cạnh các cảng hàng không quốc tế trên địa bàn là Cát Bi và Tiên Lãng. Cụ thể, theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, tại Nghị quyết số 45 của Trung ương ngày 24 tháng 1 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định đến năm 2045. Thành phố Hải Phòng trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung, thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 đang được Bộ Xây dựng thẩm định có quy hoạch sân bay Tiên Lãng. Sau năm 2045 cùng các quy hoạch đường bộ, đường sắt đô thị kết nối sân bay Tiên Lãng. Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét xác định sân bay Tiên Lãng là cảng hàng không quốc tế số 2 vùng thủ đô trong quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng đề nghị đơn vị chủ trì lập quy hoạch xem xét nâng công suất dự kiến của cảng hàng không quốc tế Cát Bi để phù hợp với công suất dự kiến tại đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, theo hướng đến năm 2030 đạt công suất 13 triệu hành khách trên một năm và năm 2045 là 27,6 triệu hành khách trên một năm. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng còn đề nghị bổ sung vào quy hoạch sân bay taxi tại Cát Bà, Bạch Long Vĩ phục vụ du lịch và cứu hộ. Tại dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đang xin ý kiến của các bộ ngành và địa phương, cảng hàng không thứ hai vùng thủ đô có công suất 50 triệu hành khách trên một năm, được đề xuất nghiên cứu sau năm 2030. Trong khi đó, đơn vị lập quy hoạch chỉ dự phòng quy hoạch cảng hàng không quốc tế Hải Phòng tại khu vực Tiên Lãng để thay thế cho cảng hàng không quốc tế Cát Bi giai đoạn đến năm 2050 khi sân bay này vượt quá công suất thiết kế. Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2016, có tới 4 phương án xây dựng sân bay thứ hai cho vùng thủ đô, gồm sân bay tại Ứng Hòa, Hà Nội, Lý Nhân, Hà Nam, Thanh Miện, Hải Dương và Tiên Lãng, Hải Phòng, cách trung tâm Hà Nội khoảng 120 km. Theo Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, dự án cao tốc La Sơn-Túy Loan hiện đã hoàn thành 99% khối lượng xây dựng và dự kiến sẽ được Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước chấp thuận đi vào khai thác từ cuối quý 2 năm 2021. Được biết, cao tốc La Sơn-Túy Loan được khởi công từ năm 2013 với chiều dài 77,5 km, bắt đầu từ ngã ba La Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và kết thúc tại nút giao Túy Loan, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, nối với tuyến đầu cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Dự án có tổng đầu tư là 11.485 tỷ đồng, quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 12m. Dự án được đầu tư trước 66 km, đoạn từ La Sơn – Hòa Liên. Còn đoạn Hòa Liên – Túy Loan dài 11,5 km, được giữ nguyên hiện trạng, thuộc quốc lộ 1 đang khai thác, dự kiến tách ra để đầu tư mở rộng nguồn vốn ngân sách của nhà nước.
Đến đây thì thời lượng của chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị cũng như cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Long, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mic Group Việt Nam và Công ty Cổ phần ATM Lucky Việt Nam. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế bất động sản. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline của chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ email banbiantap@invest.com.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này ngày mai.